M6A test lại hàng trước khi xuất đi. Còn Âm Ly chạy 8 sò than rất khủng luôn. Trong này là ấn định ấn loa rất sang trọng, hàng bãi nguyên di luôn. Đây 350W điện 100V mà ra từ Mỹ, chỉ bát chép cho từng đôi loa một. Đây cần gạt tôn phải để mức in nó tác dụng. Còn đây lao lớt, đây là khung bật lao lớt, gạt lên gạt xuống. Đây cắm đường 6x và phải có tiếng và trái có tiếng. Vì trong cuộc đời còn trắng đôi tay nên người thay đổi lòng. Nhưng em nào anh. Vâng, xin chào, xin cảm ơn. Rất cảm ơn các khách hàng tin tưởng ủng hộ cửa hàng. Xin chào.